Anh Kỳ Phương, Kỳ Phương em nói nghe nè. Kỳ Phương, Kỳ Phương sao bữa nay anh ngủ nướng như vậy? Dậy đi. Trời ơi Kỳ Phương, giờ này còn ngủ nữa. Mọi khi anh đâu có dậy trễ dữ vậy. Dậy đi Kỳ Phương. Kỳ Phương, 7 giờ rồi đó, 7 giờ rồi đó. Hay. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Sao vậy? Hồi lên đây tới giờ, bữa nay là ngày anh dậy trễ nhất luôn đó. Ủa? Sao anh lại ngủ ở đây? Đây là phòng anh không ngủ đây chứ ngủ đâu? Không phải. Anh nhớ hôm qua anh không có ngủ trên giường. Mà sao cái đầu của anh tự nhiên nó mụ mị quá. Không ngủ trên giường là sao Kỳ Phương? Sao vậy? Nè anh bị gì? Hình như hồi tối hôm qua anh gặp ma hay sao á? Gặp ma là sao? Tối hôm qua vậy Kỳ Phương? Ý anh là con ma xó nó cứu anh xong rồi nó đưa anh vô trong rừng? Ừ, đúng rồi, anh nói thiệt. Anh tưởng em là con nít hay sao mà anh nói với em mấy chuyện đó? Anh nói thiệt mà, anh không có nói xạo đâu. Cũng may là nhờ con ma nó cứu anh, chứ nếu không thì anh đã lộ thân phận trước mặt ông Quân Bảo và ông Mảnh rồi. Sao anh gạt em vậy Kỳ Phương? Cái gì? Anh nói với em là mình không bứt dây động rừng, mà anh một mình đi cứu mấy con thú đó. Tại sao anh không rủ em? Trời ơi Lan Trinh ơi, anh không có gạt em. Chỉ là anh không muốn em gặp nguy hiểm nên anh mới đi một mình thôi. Anh không muốn em gặp nguy hiểm vậy anh gặp nguy hiểm thì được hả? Anh có biết đối với em á, anh vừa là đàn anh mà vừa là bạn, là đồng đội. Mình đồng cam cộng khổ mà. Sao bây giờ anh một mình đi làm nhiệm vụ như vậy? Hay là anh nghĩ rằng em không có năng lực, em vô dụng, không làm được việc cho anh, đi theo mất công vướng tay vướng chân, rồi phá chuyện của anh nữa? Lan Trinh à, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn, anh là chỉ lo cho em thôi à. Anh nói thiệt mà. Kỳ Phương à, được rồi, ok, cứ coi như là anh lo cho em đi. Nhưng cái chuyện mà anh bịa ra, anh nói là con ma nó cứu anh á, là sao? Anh nói thiệt mà, anh không có bịa. Sự thật là con ma nó cứu anh mà. Em nói với anh rồi mà. Anh nhớ hồi đó em nói với anh là cái nhà này có con ma, mà anh không tin em, bây giờ anh tin chưa? Vô đi. Không làm phiền hai người chứ? Không, đâu có phiền gì đâu. Hai người nói chuyện gì mà say sưa quá vậy? Bích Hằng nghe có được không? Tụi chị có chuyện tình cảm với lại công việc, chắc em nghe không hiểu đâu. Ủa mà em kiếm tụi chị có chuyện gì không? À, tại vì sáng mà không thấy hai người xuống ăn sáng, cho nên em lên gọi thôi. À, ăn sáng, kêu xuống ăn sáng. Anh xin lỗi nha, anh để ba của em với lại em chờ. Anh ngại quá à. Không mấy em với Lan Trinh cứ xuống trước đi. Anh rửa bằng cái anh xuống liền. Cảm ơn em nha. Rồi.
rửa mặt cho tỉnh táo đi ha.